nhiều loài động vật hoang dã của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, chủ yếu là do nạn săn bắt và buôn bán trái phép. Kết cục tất yếu với động vật hoang dã sẽ là cái chết và sự tuyệt chủng nếu chúng ta tiếp tục làm ngơ trước hiện trạng săn bắt, buôn bán động vật hoang dã, hay cho rằng bảo vệ động vật hoang dã là một vấn đề quá lớn và vượt ngoài khả năng giải quyết của mỗi người. Góp gió thành bão, đừng thờ ơ trước những vi phạm dù lớn hay nhỏ. Chính sự thờ ơ của chúng ta đang đẩy các loài động vật hoang dã của Việt Nam đến gần hơn với nguy cơ tuyệt chủng. Hãy lên tiếng, hãy hành động. Thông báo vi phạm về động vật hoang dã đến đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522.